Em xin kính chào các bác, chào tất cả nhà mình nhé. Hôm nay thì em gái có lan đơn thân như là cáo xếp, phân nhánh, rồi là các dòng lan thân thòng đang nụ hoa. Và chia sẻ đến các bác mình trên live ngày hôm nay, mời các bác đón xem và ủng hộ. Mở đầu live thì em xin giới thiệu các bác đó là một cái chậu cửu long cao phong, một chậu mẹ gốc to nhé. Hôm nay gọi là còn mã nào là dọn vườn thanh lý em xả cho các bác 199.000 cho một cái chậu cửu long cao phong nhé. Nó gốc mẹ rất là đẹp các bác ạ, gốc mẹ này. Nó rất là đẹp luôn, 199 các bác nhé. Và tiếp theo thì em có một chậu năm cánh trắng quốc dân, phải nói là một chậu mẹ một gốc rất là to ạ. Các bác mua hàng gọi điện trực tiếp đến số 0977 842 981 các bác nhé. Đây, trước màn hình của em là một chậu năm cánh trắng quốc dân nhé. Đây. Hoa rất là đẹp các bác ạ, đó, hoa rất là đẹp. Nó gốc mẹ các bác nhìn này, mầm gốc nó đi rất là đẹp. Chia sẻ các bác mã số 26 á bằng 220 nhé, gọi là mã thanh lý. Chứ bình thường mã này của em thì em vẫn đang bán là 350, hôm nay xả các bác bằng 220 các bác ạ. Mã số là 26 nhé. Đó, mã số 26 bằng 220 ạ. Và tiếp theo thì em chia sẻ các bác mấy chậu thân thòng này trước. Đây, đây em có mã số VIP này, mã này VIP lắm luôn, một chậu quốc dân nhé, một chậu quốc dân. Phải nói là cái chậu này khá là VIP, mã số A50 ạ. Đó, A50, một chậu 5 cánh trắng nhé, chậu này gì? Các bác nhìn gốc cho em này, gốc siêu đẹp. Mã này xả nốt cho cả nhà mình 250.000 các nhé, A50. Đó, A50 với giá là bằng 250 nhé. Rất là đẹp các bác ạ, đang bắt đầu hé rồi. Toàn bộ là hàng 5 cánh trắng lá lỗi nên mắt của nó rất là nét các bác ạ, mắt nó rất là sắc luôn. Và tiếp theo thì em có một chậu trầm rừng các bác, một chậu trầm tím rừng Điện Biên nhé. Đó, duy nhất một chậu thì em sale các bác mình bằng 299 các bác ạ. 299 cho cái chậu trầm rừng Điện Biên nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó một chậu 5 cánh trắng. Đây, 5 cánh trắng mắt mờ hải dương các bác ạ, đang nụ này. Một chậu mẹ gốc rất là đẹp nhé, nụ đây. Nụ từ thân gốc này các bác này, đấy. Đó, chia sẻ các bác chậu này là bằng sa lê các bác bằng 199.000 luôn nhé. Hôm nay thanh lý các bác này, thanh lý. Vì hôm nay còn chậu nào là em sẽ xả các bác ạ. Đó, các bác mua hàng thì gọi điện trực tiếp qua số 0977 842 981 các bác nhé. Và em chia sẻ các bác một chậu này. Một chậu yên thủy các bác, một chậu hồng yên thủy này. Chúc các bác 100k một chậu này. Đây có một chậu hồng á hậu gốc đẹp nhá. Gốc đẹp lắm các bác. Ở chậu này cũng chia sẻ các bác bằng 120 nhá. 120 các bác ạ. Đây có một chậu bồng lai VIP này. Đây một chậu hồng bồng lai bằng 100k các bác nhé. Toàn bộ những thân này nó là thân chuẩn bị nụ ạ. Đấy, và chia sẻ đến các bác một cái chậu 5 cánh trắng mắt mờ hải dương, chậu này bằng 199 các bác nhé. Và em cũng có một chậu duy nhất ạ. Đó, tiếp theo thì có một cái chậu ám các bác, đây một chậu ám mắt trâu này, có một chậu duy nhất thôi. Cái mã này gọi là xả các bác 130.000 nhé, 130 các bác, rất là nhiều mầm gốc luôn. Và đối với những cái chậu mẹ này các bác về sẵn chơi và mọi người thêm phân là được ạ, 130 nhé, gọi là giá thanh lý. Đấy, và tiếp theo thì giới thiệu các bác một ngọn tam bảo sắc hoa trắng á. Một trong những ngọn tam bảo sắc hoa trắng tinh đột biến nhá, chuẩn hàng rừng ạ, đang mẹ bồng con. Mã này sale các bác giả lỗ các bác bằng 560k này. Đó, 560 các bác nhé. Đây có cái combo 3 chậu đai châu các bác ạ. Đây, 3 chậu đai châu thái mix màu nhá, cây rất là đẹp luôn. Xả các bác mã này này 280.000 cho 3 chậu 5 cây nhá, gọi là hôm nay thanh lý các bác ạ. Đấy, và trong những ngày tới đây thì nhà em có công việc bận ấy, nên em cũng nghỉ từ 5 đến 7 ngày các bác ạ. Và em xả cho các bác bằng 280.000 cho 3 chậu đai châu nhá, gọi là xả thanh lý. Và tiếp theo thì chia sẻ các bác một cái giò chồn mã số 1 ạ. Một dề chồn 8 con các bác nhé. Bác nhìn bộ dề ế nó đi kín hết giá thể luôn. Đấy, rất là đẹp. Một dề chồn 8 con để sale các bác bằng 600k các bác ạ. 600k nhé. Đó, các bác mua hàng mọi người cứ gọi điện trực tiếp đến số là 0977 842 981 cho em các bác nhé. Và tiếp theo thì em có một chậu Koki này. Hôm nay là còn một chậu Koki VIP này. Các bác sưu tầm thì chốt cho em 600k các bác ạ. 600k mã số K1 Koki xưa nhé. Một trong dòng lan đơn thân rất là đẹp ạ, 600k. Và tiếp theo thì vẫn là một giò tam bảo sắc hoa trắng chuẩn hàng rừng các bác, chuẩn hàng rừng nhé. Cái này còn đúng một dề VIP các bác này. Đấy, các bác nhìn cho em những ngọn này mẹ bồng con rất là đẹp nhá. Mẹ bồng con rất là đẹp luôn, các bác nhìn thân lá này. Đấy, bác chuẩn mặt hoa cho mọi người là khỏi phải bảo hành hoa. Cái lô này thì thực ra là em đã lên like nhiều, các bác cũng xem, mọi người biết là nó rất là nhiều hoa. Và chia sẻ các bác mã số 10, mã số 10 bằng 1.250.000 nhé. 1.250.000 cho mã số 10 tam bảo sắc hoa trắng tinh chuẩn hàng rừng đột biến nhé. Và các bác mua hàng thì alo cho em theo số bên em đã ghim trên bài ạ.
Tiếp đến thì em có duy nhất một giò quế Hòa Bình thôi nhá, một giò quế Hòa Bình VIP. Mã số Q10 VIP nhá, quế Hòa Bình khủng. Chia sẻ các bác bằng 1.580.000 nhá. Em có một giò duy nhất thôi. Cái giò này bình thường giá thị trường sale cũng tầm 2.800.000 rồi. Bản lá rất là to các bác nhá. Và chia sẻ các bác bằng 1.580.000 ạ. 1.580.000 các bác nhá. Và tiếp đến thì em có chậu cáo. Chậu này thực ra là chất cây thì nó hơi thiếu nước thôi các bác. Đấy. Nó là cây già, cáo già lâu năm, các bác nhìn những cái cần hoa nó rất là dài luôn. Đấy. Cây nào nó cũng ra hoa hết các bác nhá. Và sale các bác mã này là bằng 220 ạ, 220 nhá. Và thôi xả các bác 199.000 đi, hôm nay xả nốt cho nó hết này. 199 cho cái chậu cáo, mã số là C1 nhá. C1 ạ. Tiếp đến thì em có cây 4N đơn thân như thế này các bác nhá. Đấy, các bác sưu tầm thì alo cho em đây, xả các bác 380.000 này. Hoa siêu là đẹp các bác ạ, 380 một cây 4N đơn thân nhá. Đây một cây 4N đơn thân các bác ạ. Và tiếp theo thì em có cây nhạn tháng 4 ạ. Đây một cây nhạn tháng 4 đơn thân này, sale các bác 180.000 này, xả lỗ đấy. 180 các bác nhá. Một cây 4N, một cây đơn thân tháng 4 rất là to nhá. Và trước màn hình của em là một giò tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng á. Các bác ở đây phải nói là một cái siêu phẩm. Đó, các bác mình mà chơi trấn thủ vườn thì chốt cho em cái giò này nhá. Siêu phẩm tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng á. Đấy, bao chuẩn mặt hoa cho mọi người ở video hoa. Tại giò thì em vẫn còn các bác nhá. Bản lá rất là to, các bác nhìn bản lá to nhựa, lá nhựa này. Đó hơn 5 sen các bác, bản lá hơn 5 sen cả một rề nhá. Đó nguyên một rề tác phẩm các bác ạ. Đó siêu phẩm tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng nhá. Đó chia sẻ gửi đến các bác mình một giò tác phẩm hôm nay gọi là thanh lý các bác thôi. Chứ em có một giò duy nhất thôi. Thực ra là cái giò này của em nó to lắm, to ú ụ luôn cả một rề nguyên bản. Em đã chia sẻ tách cho khách từng ngọn rồi thì hôm nay xả các bác nốt bằng 10 triệu nhá. Xả cho các bác mình bằng 10 triệu là em cắt lỗ đấy các bác ạ, cắt lỗ. Đấy, và chia sẻ các bác cái giò tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng. Xem cả nhà mình một giày nguyên bản VIP nhé, bản là to, với giá là bằng 10 triệu nhé. Với giá là bằng 10 triệu các bác ạ, 10 triệu cho một siêu phẩm nhé. Đó. Ở trước màn hình của em là một cái giò lan koki, mã số là K5 các bác, K5 siêu VIP này. Đó, một lũa tác phẩm nhé. Bản là to, rất là dày ạ. Nó bao gồm được 5 cây các bác nhé, cả mẹ và con, cây này nó đứt lá này. 1, 2, gần nở rồi các bác ạ. 3, 4, 5 cây nhé, cây này cũng đứt một đọt lá các bác này. Mã số K5 ạ, sale các bác nhà mình bằng 1.500.000 nhé. 1.500.000 một tác phẩm Koki các bác ạ, mã số là K5 nhé, K5. Đó, mã số là K5 ạ. Và tiếp đến thì em chia sẻ các bác nhà mình đó là một cái mã số K6. K6 thì phải nói thân nó rất là to và đồng thời là cái mã số K6 này hôm rồi là nó bị bão ấy, nên nó sập dàn là các bác cũng biết rồi. Nó bị sập dàn rồi nó bể ấy. Nó bể lá các bác ạ, nó bể lá này. Bể mất 2 lá. Bên dưới sát một tí các bác nhá. Con này cây rụt rịt luôn. Các bác nhìn chất cây bình thường giò này thì lý ra là em không chia sẻ tại vì nhà cũng đang làm nhà và nó cũng rất là chật trội và hôm nay sale các bác nốt. Một cái giò Koki mã số K6 ạ, K6 bằng 700.000 các bác nhá. Và 700.000 cho mã số K6 ạ, Koki VIP nhá. Phải nói là bản xếp rụt siêu VIP ạ, chứ bình thường các bác mua những cây xếp rụt này tầm 850 đến 1 triệu rồi. Đây là mã số K6 các bác ạ, K6 nhé. Đó, tiếp đến là cái mã số K4 của em ạ. K4 thì phải nói một cái giò tác phẩm luôn. K4 thì một cái siêu tác phẩm Koki VIP ạ. Và chia sẻ các bác nhà mình nhé. Rồi, K4 VIP mà chia sẻ các bác bằng 1.500.000 các bác ạ. Nghĩa K6 là bằng 750, em sale các bác có 700.000 nhé. Đây. K4 chia sẻ các bác bằng 1.500.000 nhé. Koki xưa VIP ạ. Các bác nhìn chất cây bản lá nhé. Bản lá siêu đẹp các bác ạ. Này, cây này nó bị lỗi một cái lá này. Đó, K4 chia sẻ các bác bằng 1.500.000 các bác nhá. Đấy, hôm nay thì còn có một giò tác phẩm này thôi ạ. 1.500.000 mã số là K4 nhá. Rồi các bác chuẩn bị, em sẽ chia sẻ các bác những cái chậu cáo phân nhánh. Và trước màn hình thì em có một chậu Koki hoa vàng. Đây là một trong cái dòng Koki lay hoàng nhạn. Phải nói là cái mặt bông nó siêu to và đẹp các bác ạ. Đó, từ trước đến giờ thực sự em bán trong cái dòng đơn thuần thì khách sưu tầm cái dòng Koki hoa vàng đấy rất là nhiều luôn. Đây là cái khuôn hoa của Koki hoa vàng các bác này. Nó là dòng Koki lay hoàng nhạn chứ thực tế mặt hoa bên ngoài nó rất là đậm và đẹp nhá. Đây màn hình này có thể là cái cam nó sẽ hơi mờ. Đấy các bác mình sưu tầm thì alo cho em một chậu Koki hoa vàng. Hôm nay xả thanh lý các bác mã này là bằng 600.000 này. Sale nốt 600.000 nhá. 600.000 cho mã số 1, mã số 2 thì nó VIP hơn, cây nó to hơn, em sale các bác bằng 1 triệu nhá.
Đó, cô kỳ hoa vàng các bác ạ, cô kỳ hoa vàng vip, nó hay còn gọi là cô kỳ lai hoàng nhạn. Đấy, cô kỳ lai hoàng nhạn vip ạ. Và em có một cái chậu ở chậu bệt các bác ơi, đây có một cái chậu bệt trà gừng này. Đấy, chậu này thì xeo nốt các bác này. Thử ra chậu nghiến thôi, hôm nay chả biết còn một chậu hay là hai chậu. Đây xả được bác mình 180.000 nốt nhá. Bán không đủ tiền cái chậu nghiến đâu. 180 nốt các bác ạ. Và em sẽ chia sẻ các bác những cái siêu phẩm cáo phân nhánh. Trước màn hình của em là những cái giò tác phẩm cáo xếp phân nhánh các bác ạ. Đây. Một trong những cái dòng cáo xếp phân nhánh vòi hoa mà một trong những cái siêu phẩm cực đỉnh. Em mời các bác ngắm nhé. Đây là mã số 1 VIP ạ. À. Một chậu cáo xếp phân nhánh vòi hoa nhé. Ở bao chuẩn cho mọi người, luôn bảo hành các bác là chuẩn cho mọi người hàng phân nhánh VIP mịn bồng 5 con. 1 2 3 4 5 con các bác. Đây. Cây là hàng xếp rụt rịt luôn các bác nhé. Cây là hàng xếp siêu rụt rịt, mã số 1 VIP ạ. À. Đây em mời các bác ngắm từ mặt sau đến mặt trước này. Đó, các bác nhìn cây cáo xếp nó chất chất như thế này, mã số 1 nhé. Đó, mã số 1 các bác ạ. Đây này, hôm qua nó phân nhánh là nó chĩa những cái cành này ra các bác này và nó bị gãy ấy. Nó bị gãy, chuyển về nó bị gãy và em chia sẻ các bác mã số 1 siêu VIP ạ, bằng 1.286.000 nhá. À em xin lỗi. 2.386.000 các bác, em nhìn em nhầm. À 2.380 các bác ạ. Xin lỗi mã số 1 nhé. Mã số 1 bằng 2.380 một giò cáo xếp phân nhánh VIP nhé. Đơn thân mị bồng 5 con. 2.380k các bác nhé. Mã số 1. Đó, các bác nhìn những cái cây phân nhánh hàng xếp rụt này, bình thường các bác phải mua tầm 3.500.000 đến 5 triệu nhé. Theo các bác bằng 2.380 ạ. Mã số 1 siêu VIP nhé. Mã số 1 siêu VIP các bác ạ. Chuẩn cho mọi người là hàng xếp phân nhánh luôn cả lô nhà em. Hôm nay xuống một cái tác phẩm phân nhánh vòi hoa. Đây là mã số 4 các bác ạ. Tiếp theo là mã số 4 nhé. Mã số 4 một siêu phẩm cáo phân nhánh VIP nữa. Đây. Cả một dề để búi các bác ạ. Đây này. Mẹ bồng con để búi này. Đói rất là đẹp nhá. Các bác nhìn những cây xếp này. Cây xếp siêu đẹp đúng không ạ? Đây em mời các bác ngắm nhá. Chuẩn cho mọi người là hàng xếp phân nhánh vòi hoa luôn ạ. Các bác sưu tầm thì alo cho em mã số 4 ạ. Mã số 4 nhé. Cả nhà mình ơi, em mời các bác ngắm mặt trước mặt sau này. Đó, đỉnh chưa ạ? Đây là mã số 4 VIP nhá. Mã số 4 em chia sẻ các bác bằng 2.480.000 nhá. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con các bác ạ. Mẹ bồng 5 con nhá. Này. Đó các bác nhá. Chuẩn cho mọi người là hàng phân nhánh như thế này các nhé. Đây là đại vì cắt khai thác ngồng hoa rồi. Đây nó còn cần này. Đây còn cái cần này các bác. Đấy, chuẩn cho mọi người là cả một lô phân nhánh luôn các nhé. Đây vòi hoa. Đấy, chuẩn cho cả nhà mình là cả một lô phân nhánh luôn. Và em chia sẻ các bác bằng 2.480.000 cho mã số 4. Mã số 4 các bác nhé. Mã số 4 phân nhánh vòi hoa. Và em chia sẻ các bác ngày mã số 5 ạ. Mã số 5 nhé. Toàn là tác phẩm thôi. Có những cây đơn rất là to. Đây em mời các bác ngắm những cây cáo chất VIP này. Và đây là mã số 5 nhé. Mã số 5 siêu VIP ạ. Thì được 3 cây. Phải nói là đơn thân VIP. Nhìn chung là những cái cây rừng lâu năm nó vẫn cháy lá như thế này các bác này. Cây này do nó ăn nắng quá các bác ơi. Ăn nắng quá. Đây lại để một cây con ở dưới nhá. Nó ăn nắng là tức là nó vàng nặng. Đây các bác này, vòi hoa nó chĩa phân nhánh như thế này các nhá. Cái cần này nó gãy. Chuẩn cho mọi người phân nhánh ấy. Cái chậu này có được một cây thôi. À, cái mã số 5 thì được có một cây phân nhánh thôi các bác nhá. Một cây phân nhánh duy nhất ạ. Và em chia sẻ các bác mã số 5 cũng bằng 2.500.000 nhá. Đúng, mã số 5 thì bình thường mà không phân nhánh cả chậu thì nó rơi tầm 8 triệu. Nó chia sẻ các bác mã số 5 là bằng 2.500.000 các bác ạ. Đó, 2.500.000 cho mã số 5 nhá. Đó, tiếp theo là mã số 2 các bác. Mã số 2 thì đây, em mời các bác ngắm. Cho chất lượng này. Đây, chính cái vòi hoa phân nhánh này hôm qua các bác cứ mở lại cái video ngày hôm qua ấy, là em đã lên rồi, nó chĩa càng ấy. Chĩa càng phân nhánh ra nhá, tại vì nó giòn ấy, vòi hoa nó khô lên nó giòn là em trồ là nó gãy. Đấy, trên cái lúc like ấy là em trồ và cần hoa gãy là các bác cũng thấy rồi. Và chia sẻ các bác cái mã số 2 ạ, VIP ạ. Mã số 2 một giò cáo phân nhánh mẹ bồng con quá trời đất luôn. 1 2 3 4 5 con, cây này cây bên đây mẹ bồng con nhá, bồng 5 con và đây nó nối gốc từ đây sang đây các bác, cây bên này bồng 1 con nữa. À cây bên này mẹ bồng 2 con nữa, à mẹ bồng 1 con nữa. Thế vị chi là được 6 cây con. Hai thân mẹ nhá, một thân mẹ nhỏ, một thân mẹ to. Dạ mã số 2 ạ, chia sẻ các bác bằng 2.380.000 nhá. 2.380.000 cho mã số 2 các bác ạ. Cáo xếp phân nhánh hàng VIP nhá. Toàn bộ là những cái siêu phẩm VIP luôn. 2.380.000 cho mã số 2. Đó, tiếp đến là mã số 3 các bác, mã số 3 này. Này chuẩn hàng phân nhánh luôn, là cây phải nói siêu VIP các bác ạ, mã số 3 nhá. Nói chung là hơi cháy lá các bác, không tránh khỏi đâu các bác ạ, tại vì chất cây mọi người nhìn này. Nó phải nói là ăn nắng nó rất là cứng cây luôn. Dạ, mã số 3 chia sẻ bác bằng 1.480.000 nhá, cây đơn. Mị bồng 2 con đi các bác này. Đấy.
Đấy, mị bồng hai con nhá, cho cây đơn mã số 3, 1.480.000 ạ. Dạ 1.480.000 cho mã số 3 các bác nhé. Và tiếp theo thì em còn một triệu cáo xếp mã số 11 này nữa này. Đấy, mã số 11 thì xả các bác 350.000 nốt nhé. Tại vì hôm nay hết rồi, còn duy nhất một chậu nhỏ 350.000 ạ. 2, 3, 4, 5 cây. Đứt một tí lá các bác này, 350 cho mã số 11 nhé. Mã số 11 350.000 ạ. Dạ các bác mình mua hàng thì cứ trực tiếp qua Zalo và số điện thoại cho em nhé. Đây chia sẻ các bác một cái siêu phẩm khủng này nữa này. Mã số 6. Mã số 6 VIP các bác nhá. Mời các bác ngắm một cái giò cáo như thế này luôn. Nói là bao chất các bác ạ, này dề nguyên mẹ con nhá. Cả một dề tác phẩm mã số 6 ạ. À. Em mời mọi người ngắm này, này. Đẻ con cả búi luôn. Đẻ con cả búi nhá. Đấy cây này này, lá nhăn các bác, cây lá nhăn này. Cây lá nhăn này, cây phân nhánh vòi hoa các bác nhá. Đây. Trước nó cành cành quàng lá nhăn các bác ạ. Đây các bác nhìn chất lá nhăn này. Đấy, mị bồng con cả một dề nhá, cả một dề luôn, mã số 6 á. Mã số 6 siêu VIP ạ, em chia sẻ các bác bằng 3 triệu. 3 triệu 380 các bác nhá. 3 triệu 380 cho mã số 6 VIP ạ. Cả một dề khủng luôn, mị bồng con như thế này nhá. Đấy. 3 triệu 380 các bác nhá. Đó, cái giò như thế này bình thường ấy, các bác nhà em mua tầm 8 đến 10 triệu các bác ạ, 3 triệu 380 nhá. Mã số 6 ạ. Mã số 6 siêu VIP bằng 3 triệu 380 nhé. Mời các bác ngắm phải nói là một cái cực phẩm luôn. Đó 3 triệu 380 ạ. Đây là mã số 6 ạ. Cả một dề các bác nhé. Bác ngắm cái dề cáo này nó là siêu phẩm luôn. Đó, mị bồng con nhé. Bản lá nhăn các bác nhé. Lá nhăn. Và duy nhất được có một cây phân nhánh các bác ạ. Cây phân nhánh mẹ con thôi. Và em chia sẻ các bác bằng 3 triệu 380 cho mã số 6 nhé. Đấy, mã số 6 các bác ạ. Đấy, một cả một cái tác phẩm luôn ạ. Bác ngắm chất cây thì nó bao VIP 3 triệu 380 nhé. Đấy, giò này bình thường các bác phải mua tầm 8 củ. Đấy ạ, rồi em sẽ qua đơn nhé. Đấy, nhìn chung là những cái tác phẩm VIP mọi người mua hàng thì cứ trực tiếp qua Zalo và số điện thoại cho em ạ. Đấy, tiếp đến thì em sẽ chia sẻ các bác những cây đơn thân như là đây, mã số một cây quế trắng nguyên bản này, mã số Q1 ạ. À, mã số Q1, một chậu quế nguyên bản mị bồng con nhé. Các bác thân này, ống hoa rất là to này. Nhưng cái ống hoa nó ra từ gốc. Em sell các bác bằng 1 triệu nhé. 1 triệu cho một cây quế nguyên bản VIP ạ. Quế nguyên bản VIP nhé. Và tiếp đến là một dề tam bảo sắc hoa trắng tinh nữa. Các bác nhìn cái dề này nó đẹp, phải nói rồi. Đẹp cực đỉnh luôn. Đấy. Như những cái giò này ở mọi cái live trước thì em sell các bác là bằng 2,5 triệu. Và hôm nay xả nốt cho mọi người này. Còn một cái dề VIP này là một dề VIP nhất vườn nhé. Hết rồi, không có nữa các bác này. Ba thân nhá, nhìn chung là hàng rừng nó hơi lỗi lá các bác này, mà siêu các bác mã này bằng 1.480.000. Tam bảo sắc hoa trắng nhá, chuẩn hàng rừng mã số 2. Đó mã số A2 nhá. 1.480.000 các bác ạ, 1.480.000. Đây còn với chậu thân thòng này siêu các bác nốt này. Đấy combo 3 chậu nhá. Đây có yên thủy này. Đấy yên thủy đang nụ này. Đây, thực ra nói là những cái dòng ám các bác ơi, đẹp này, cánh hoa siêu đẹp nhá, bắt đầu nở. Mắt trâu này, mắt trâu lưng xanh này. Đấy các bác nhìn thấy bông đẹp chưa? Đó, combo 3 chậu nhá, mã này là mã số 8. Combo 3 chậu này 200.000 ạ. Mã số 8 nhá, cả hồng yên thủy. Đấy, một trong những cái top Lanva ngày xưa mua tiền tỷ đây. Đấy, sale các bác bằng 200.000 cho mã số 8 nhá. À, đây là mã số 7 các bác ạ, mã số 7 nhiều nụ quá này. Mã số 7 này. Quá trời nụ luôn, mã số 7 sale các bác 3 chậu là bằng 200.000 các bác nhá. Đó 200.000 cho mã số 7 các bác ạ. Này, trời ơi bông đẹp chưa các bác? Bông siêu đẹp luôn các bác ạ. Này. Mã số 7 ạ, sale các bác bằng 200.000 cho combo 3 chậu nhá. Combo 3 chậu phi điệp các bác ơi, về mình lên một cái tác phẩm ở cuối năm nó rơi vào một chậu tầm 30 mầm gốc. 30 thân nhá các bác, 30 thân luôn. Đây là cái vườn em thì cũng không có chăm sóc được ấy. Đó 200.000 cho 3 chậu combo mã số 7 nhá. Combo mã số 7 ạ, đây là combo mã số 1. Đó, combo mã số 1 các bác ơi. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Combo mã số 1 sale các bác bằng 160.000 nhá. À không, mã này combo mã số 1 sale các bác 140.000 ạ. Xả nốt các bác 140.000 cho mã số 1 nhá. Đấy, ngày xưa mua từng sen từng ki, hôm nay xả các bác 140.000 3 chậu. Mã số 1 ạ. Và tiếp theo một chậu 5 cánh trắng nữa ạ. À, tiếp theo các bác với các bác một chậu 5 cánh trắng mã số 20 nhá. Mã số 20 một chậu gốc mẹ rất là đẹp các bác, 5 cánh trắng lá lỗi này. Mã số 20 sale các bác bằng 240.000 nhá, 240 mã số 20. Đấy 20 nhá. Tiếp theo thì chia sẻ các bác một chậu ám Phú Thọ này. Đấy một chậu ám Phú Thọ này nói khá đẹp, chậu này xả các bác 180.000 nhá. 180.000 các bác ạ, 180. Đấy các bác mình mua hàng thì cứ
cứ gọi điện qua số 0977 842 981 các bác nhé. Xem còn mã nào thì em sẽ sell các bác mình này. Đấy. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Cô Ki và em giới thiệu các bác một cái giò cát phải nói là siêu to khổng lồ. Đấy, trước màn hình người giới thiệu các bác một siêu phẩm cát cổ nhá, phải nói to chà bá luôn. Đó, siêu to khổng lồ, chia sẻ các bác 1.380.000 nhá. 1.380.000 cho một cái giò cát siêu to khổng lồ các bác, một giò cát cổ đang có mèo hoa nhá. Một dòng cát thơm bông pha to các bác ạ, đang mèo nụ hoa rồi, em chia sẻ các bác bằng 1.380.000. Đó, tiếp theo có một chậu gà này nữa, gà này. Bác sưu tầm gà thì chốt cho em 380.000 một chậu gà siêu to nhá. 380 cho một chậu gà siêu to này. Đấy, tiếp theo một cái chậu chồn mã số H2 này các bác nhìn cái giò chồn đơn mà con nó to như thế này luôn. Con to bản lá rất là đẹp nhá. Đấy, mã số H2 chia sẻ các bác bằng 680 nhá. Bác nhìn con chồn đơn cặp lá rất là đẹp. 680 nhá. Đấy, chia sẻ các bác một siêu phẩm đuôi cáo mã số 8. Một chậu cáo xếp VIP nhá. Mã số 8 một chậu cáo xếp Lai Châu siêu VIP ạ, chia sẻ các bác mình là bằng 1.480.000 nhá. 1.480.000 các bác nhìn cái những cây cáo bản lá to này. Lá xếp rụt rịt như Đai Châu các bác ạ. Này, các bác nhìn bản lá cây này 6 sen này. Này to chả bá luôn. Rất là dày nhá. 1.480.000 mã số 8 ấy, một chậu cáo xếp Lai Châu VIP nhá. Mã số 8 1.480.000 ạ. Đó, tiếp theo là một chậu cử bảo tiên các bác ạ, đây. Em mời các bác ngắm một chậu cửu bảo tiên này. Thân này hoa nó có... Thân này hỏng mất cần hoa các bác nhé. Duy nhất một chậu cửu bảo tiên này xả các bác chậu này 2 cây nhé. Chậu này tính bằng 2 cây thôi, cây này gãy ngọn này các bác lấy trăm nó sẽ đẻ con này. Xem các bác mã này 430.000 nhé. 430 cho một cái chậu cửu bảo tiên các bác ạ. Một chậu cửu bảo tiên nhé. Một dề sóc này. Một dề sóc mã số 2 ạ. Mã số 2 xem các bác bằng 400.000 nốt nhé các bác ơi. Xả lỗ đấy. Mã này xả cắt lỗ 400k các bác. Một dề sóc này 400 này. Đó, tiếp theo thì có một giò sơn thủy tiên mắt đỏ nâu nhá. Xả các bác 300.000 các bác. 300.000 nhá. Duy nhất một siêu phẩm kiều Yên Bái hôm nay thanh lý các bác bằng 1.280.000 lá mít nhá. Kiều lá mít. Đây có một giò kiều này. Kiều Bắc này. Đây kiều tím Cao Bằng các bác nhá. Một chậu kiều tím Cao Bằng của nó đang nhiều mầm tơ. Xem các bác chậu này 1 triệu nhá. 1 triệu các bác ạ, 1 triệu cho một chậu kiều tím Cao Bằng này. Đây tiếp theo có một chậu kiều tím Thái Nguyên xả các bác 600k nhá. Này các bác, một chậu kiều tím lá Thái Nguyên lá mít này. 600k các bác ạ, 600k nhé. Dạ các bác mình mua hàng thì cứ gọi điện trực tiếp đến số là 0977 842 981 cho em các bác nhé. Đấy. Thực ra là còn mã nào thì em sẽ sell cả nhà mình mã đấy. Vì trên cái đường line này hôm nay thì các bác sưu tầm thì liên hệ qua số điện thoại cho em. Tại vì hôm nay nó còn lại là những cái mã thanh lý em xả đấy. Xả sell các bác mình mua hàng thì alo trực tiếp cho em nhé. Alo trực tiếp cho em. Này chậu Bảo Duy này hôm nay sale các bác 480.000 nốt thanh lý nhá. Thanh lý nốt 480. Nói chung là nó cũng hết rồi, mã này thì em sale xả đây. Các mua hàng thì alo cho em gái các bác nhé. Đấy, ở đây combo cho mọi người hai chậu 5 cánh trắng này. Hai chậu 5 cánh trắng có một bạch tuyết và một trà gừng, sale các bác mã này 260.000 này, xả lỗ nhá. Xả lỗ luôn. Này một chậu Bảo Duy xinh xinh mã này 360.000 này. Đấy, các bác mua hàng thì trực tiếp qua Zalo và số điện thoại cho em nhé. Em xin cảm ơn các bác ạ.